Thưa quý vị, chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ của thành phố Hồ Chí Minh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thì có 4 giải pháp chính. Đó là thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách, tiêm đủ liều vaccine, tăng cường chăm sóc điều trị, tăng cường truyền thông và tư vấn giáo dục về sức khỏe. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, số ca mắc nhập viện do COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng tăng nhẹ thời gian gần đây. Trong số những ca mắc, có những ca nặng phải thở oxy, hầu hết là người cao tuổi, có bệnh nền. Cái đối tượng mà người nguy cơ, tức là trên 50 tuổi, có bệnh hoặc có bệnh nền, thì chiếm ưu thế. Do đó thì các anh chị cũng biết là hiện nay Sở Y tế đã chỉ đạo kích hoạt lại cái việc chiến dịch bảo vệ người nguy cơ. Dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại do miễn dịch cộng đồng bắt đầu suy giảm từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022, nay còn 94,17%. Cùng với đó là sự xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron. Sở Y tế cũng đã có trình Ủy ban nhân dân thành phố để ban hành cái kế hoạch kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Và thời gian thực hiện là từ nay cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp V2K, khử khuẩn, khẩu trang và tiêm vaccine đầy đủ, đặc biệt những người thuộc nhóm nguy cơ như cao tuổi, người có bệnh nền.